Cố lên anh Nam ơi. Nét chưa mà anh em? Mạng được chưa? Mạng có nhìn rõ chưa? Anh Nam thắng một set rồi mọi người ạ. Set 1 à, 21-11. Nhanh thế. Tối ạ. Tối mới đánh ạ. Mạng được chưa? Mạng nét chưa mọi người? Nếu mà nhìn rõ rồi thì mọi người chia sẻ video đi, chia sẻ lên chợ Cô Lông ạ. Bên kia anh Chỉ đang đánh à? Anh Chỉ đánh hay lắm. Anh chưa, tối mới đánh. Sắc đầu thứ hai 0-0. Cầu ở ngoài rồi. Ok mọi người xem thì chia sẻ video lên chợ Cô Lông nhé, để cho nhiều người vào xem. Về tốt thế. Điểm 2-0. Em chào anh Trường nha. Hay thế. Đội điểm 1-2 cho anh Nam. Xét 1 anh Nam thắng. Xét 1 thắng 21-11. Chào Tiến nha. Ui. Đánh cầu Zonic anh em ạ. Đánh cầu Zonic. Nên là cầu bay rất là chuẩn với hơi bay. Mình chưa đánh, không đánh quen thì cảm giác nó rất là bay. Ui. Đập rất là cảm giác. Ui. Em chào anh Bạc Dinh. Ok chào tất cả anh em nha. Em chào anh Nguyễn. Em chào anh Hùng. Giải này là loại trực tiếp. Giải loại trực tiếp. Tí có cả Tín Minh đánh mọi người ạ. Nên là mọi người chia sẻ video giúp em lên chợ Cô Lông đi. Điểm 4-2. Like nét thì em. Có nét không mọi người? Tí có Tiến Minh đánh ấy mọi người ạ. Ai đánh ấy? Người anh Hoàng Anh ấy. Anh Hoàng Anh sân bên cạnh đấy, anh Hoàng Anh đánh ấy. Ui gặp quân đội à? Gặp thằng Betty kìa. Ok điểm 4 đều. Cầu này cầu Zonic nên đánh chuẩn lắm mọi người ạ. Chào Bảo Long nha, mỗi người cho học một cái chia sẻ lên chợ Cô Lông đi. Để tí xem anh Tiến Minh đánh mọi người ạ. Toàn các tay vợt kinh khủng. Đánh kinh khủng khiếp. Đâu tối em mới đánh anh ạ. Tối em mới đánh. Tối em được gặp thần tượng. Hay thế nhỉ. Ok anh em chia sẻ video giúp em đi. Mỗi người cho một cái chia sẻ nhá. Chia sẻ lên chợ Cô Lông ạ. Điểm số 64. 64. Vi giao cầu. Không ai rồi. Đội điểm 56. Nhìn đẹp nhỉ. Mọi người xem con nét của mọi người. Chào Vũ Thị Thu Trang nha. Anh chưa, tối anh mới đánh. 7-5. Cầu này mà dã thì thôi rồi luôn.
Anh Hoàng Anh đang đánh bên này mọi người ạ. Sân bên cạnh anh Hoàng Anh đang đánh. Nét phết không? Chém cầu không có lưới. Đổi điểm 6-8. Thằng kia thành phố đúng không? Nhanh đi. Hơn 100 người xem rồi. Mọi người chia sẻ với em giúp em đi. Chia sẻ lên mấy trăm người xem đi à. Sân bên cạnh anh Hoàng Anh đang đánh này. Hoàng Anh đánh cho Lâm Đồng mọi người ạ. Tối em mới đánh à. Anh chị em mà đang xem thì chia sẻ với em giúp em nhá. Chia sẻ lên chợ để tí xem cao thủ đấy. Hello anh Mai Anh nha. 17 rồi. Ui. Đập cầu ra ngoài. Em chưa, tối em mới đánh ạ. Chào Mai Hoa nha. Anh Hoa Anh Vĩnh Phúc đây ạ. Đây là anh Hoàng Anh đang đánh mọi người ạ. Mạng anh lag mà. Sao lại mờ á? Mạng có được không mọi người? Sao cứ mờ vậy? Anh Hoàng Anh đánh hay lắm. Chuyên đôi nhưng mà đánh đơn rất hay. Mạng nét mà. Chắc là do mạng của mọi người. Có người mạng ấy thôi. Chứ em nhìn ở đây em thấy nét mà. Chúng ta quay trở lại trận đấu giữa anh Nam và Huy Thái Nguyên. Hay quá. Điểm 10-12 nhá. Set 1 anh Nam thắng 21-11. Ai ui. Đập cầu tốt. Cầu ấy đập cũng đi nhanh thật đấy. Hay thế. Có lỗ xuống ạ. Mọi người thấy anh Nam xoa cái khủ không? Mẹ quả xoa chất thật. Nhanh vãi. Bay vèo phát xuống rồi. Điểm 11-13. Nét mà mọi người. Mạng em thấy nét mà. Dạ. Ui. Vẫn còn. Đánh đơn thì thể lực quan trọng lắm mọi người. Ui. Hay quá. Mọi người chia sẻ video giúp em đi, chia sẻ video giúp em đi. Chia sẻ lên mấy trăm người xem nào. Ai đang xem thì cho em chia sẻ điểm 12-13 nhá. Đây là trận đấu giữa Nê Duy Nam và Huy Thái Nguyên. Xem 1 anh Nam thắng 21-11. Chết rồi, ui. Anh nghĩ đập lưới chết rồi. Anh Nam đánh. Chị Hương ơi, đây set 2 chị ạ. Set 2 anh set 1 anh Nam thắng rồi. Set 1 anh ấy thắng 21-11 rồi. Set 2 đang bị dẫn 12-14-12.
cầu tốt. Điểm 13-14. Cổ vũ cho Lê Duy Nam mọi người ơi. À, anh em chia sẻ video giúp em đi ạ. Chia sẻ lên chợ cho nhiều người vào đây xem học tập nhá. Toàn những cao thủ đánh thôi là mọi người vào học tập. Đánh cầu Zonex mọi người ạ. Mọi người ở đây tí xem anh Tiến Minh đánh nhá. Mà anh Tiến Minh đánh thì không ai chịu được đâu. Điểm 14 đều. Huy bên kia sinh năm 99, anh Nam 97. Mệt rồi. Thấy Huy như bước chạy của Huy. Ui, đập cầu quá tốt. Điểm 15-14. Em chào anh Trần Nguyên Đan ạ. Hello Tuấn Vũ. Hello 100%. Chào tất cả anh em nhá. Chúc anh em buổi sáng vui vẻ. Ui, bên này anh Hoàng Anh đánh hay lắm. Xem nốt trận này quay trận Hoàng Anh nhá. Hoàng Anh gặp cái gì nhỉ? Hoàng Anh dẫn 9-10 á? Thằng cu kia là cái gì nhỉ? Cái gì quân đội nhỉ? Tín. Thằng này chú kia kết được. Nam Đô nào thế? Đây là... Ok, chào mọi người nhá. Mọi người chia sẻ với em giúp em ạ. Bao nhiêu rồi? Điểm 16-14. Em chào anh Chính. Anh ơi, nốt xét này em quay Hoàng Anh. Ui, cảm ơn bạn quay phim nhé. Đúng rồi, em quay này để cho mọi người xem mà. Em biết có nhiều trận đấu hay mà mọi người không đi được thì em quay cho mọi người xem. Vì nhiều người đánh hay mà. Toàn các anh đánh hay quay lại xem học tập. Nên là mọi người chia sẻ với em giúp em lên chợ cầu lông đi ạ. Để cho nhiều người vào đây được xem. Điểm 18-14. Bao nhiêu? 19-14. Anh Nam khỏe lắm. Hay quá. Điểm 20-14. Ok, sau trận này thì bây giờ em sẽ quay trận anh Hoàng Anh nhá. Hoàng Anh gặp một Tín quân đội. Tín bé mà đánh hay thế. Đây ạ. Đây là anh Hoàng Anh đánh đấy mọi người. Em chỉ ngồi ở đây thôi ạ, không được, không thể gần hơn một tí nào nữa. Anh Hoàng Anh gặp Tín quân đội. Đây này, đang đánh anh ơi. Không biết điểm bao nhiêu rồi. Tín này ít tuổi mà Tín này 2K2. Tín này còn trẻ lắm. Tín này ít tuổi mà đánh hay thật. Đấy, anh Hoàng Anh đang đánh mọi người ạ. Ui, anh Hoàng Anh thì anh chuyên đôi nhưng mà anh đánh đơn vẫn rất hay. Hay thế. Thế à. Điểm ra đây em quay gần cho mọi người xem nhé. Đây, ra đây cho nó rõ. Rõ hơn chưa mọi người? Ý. Hay thế.
Anh Hòa đang đánh đây ạ. Tín không biết sinh năm bao nhiêu nhưng mà Tín hình như mới có Tín hình như 2K4 hay sao á. Đánh 25. Điểm bao nhiêu rồi? Điểm 16. Hay thế. Điểm 17. Ê, 17 bao nhiêu rồi? 17, 14 à? Điểm 17, 14 mọi người ạ. Hay thế. Điểm 15, 17. Bé mà đánh hay lắm mọi người ạ. Điểm 16, 17. Hello Ngọc, Dục, Ngọc Duy nhá. Anh em chia sẻ video đi, lên 300 người xem rồi. Ui. Điểm 17 đeo. Cụ. Mọi người thấy không? Tín bên kia sinh năm 2K4. 2K4 vừa đánh hay không anh em? Uầy. Dã man đập. Hello anh chém gió. Điểm 18-17. Anh Hoàng Anh giao cầu. Mọi người xem còn nét không ạ? Hay thế. Quá hay. Pha đập cầu chéo sân. Quá nhanh. Bật rất cao. Hay chưa? Ui. Đập tốt thật. Đánh cầu Zonic. Đánh cầu Zonic thì là đập tốc độ bay nhanh lắm mọi người ạ. Thế rồi. Xem một anh Hoàng Anh thắng 21-17. Chào Ninh nhá, Ninh chia sẻ video giúp Hồng đi. Anh em chia sẻ video giúp em đến chợ Cổ Đông đi. Để tí nữa, một tí nữa mới có trận đấu hay. Hello anh Phan Khải Hòa nhá. Chào tất cả anh em. Đào Duy Khánh cũng xem à. Đánh với hải đăng. Em chưa, tối em đánh ạ. Nét thế này cơ mà. Mọi người xem có nét không? Tỷ số 1-0. Anh Hoàng Anh vừa thắng 1 set rồi. Cái máy mình quay cho nó rộng chứ. Quay như này nhìn cả hai sân luôn này. Khiếp không? Đấy em cho mọi người xem luôn cả hai trận một lúc. Ok, set thứ hai anh Hoàng Anh với Tín.
Xoáy chưa? Hay quá. Anh chưa đấy. Tỷ số anh Hoàng Anh đang thắng một set ạ. Set 2 đang là 0-0. Cầu ngoài 1-0. Mọi người chia sẻ với em giúp em lên chợ đi ạ. Hay quá. Điểm số 1 đều. 1 ô. 1-3 chứ. Nhanh đi. Đúng rồi, lần đầu tiên ra biển lớn. Để tối được gặp thần tượng luôn. Tối được gặp hải đăng luôn. Sướng. Anh em củ. Em quay như này mọi người nhìn thấy cả hai sân luôn. Xem cả hai sân một lúc. Ui. Trận đấu bên này cũng hay rồi. Điểm 5-2 cho anh Hoàng Anh. Tín này thì vẫn còn non mọi người ạ. Vẫn còn trẻ lắm, mới có 2k mấy mà. Đi để học hỏi cho chính thôi. Sân bãi ở đây đẹp lắm, sân đẹp, ánh sáng được, cầu đánh cầu du nick. Điểm số 8-3 rồi, tín mè rồi. Ui, bắt bài luôn kìa. Cầu ngoài sân. Anh Hoàng Anh đánh đôi hơn hay. Anh Hoàng Anh đánh đôi hay hơn. Đôi hay, đánh đơn hay. Ê, vì buồn cười vậy. Cháu chào chú Đông nhá. Chú Đông chia sẻ với em giúp cháu. Hay thế. Hay quá, hay quá. Điểm số 4-10. Cầu ngoài sân. Điểm 6-10. Ui. Hay thế. Ngoài. Cầu tốt. Ok, em chào 100 người đang xem nhá. Mọi người chia sẻ với em giúp em lên chợ Cổ Long ạ. Thank you.
Đúng đúng rồi, kia là Giang nhá. Kia là Giang Hải Phòng, Giang đánh nhanh thật. Giang đánh cực kỳ nhanh luôn, đánh hay. Chân bon thật. Ok anh em chia sẻ video để cổ vũ cho các vận động viên đi ạ. Ui. Đánh đây là đánh giải vô địch cầu lông cá nhân toàn quốc ở trong Đồng Nai anh ạ. À, đánh ở trong Đồng Nai cơ. Giờ này có quy tụ tất cả các vận động viên mạnh nhất ở Việt Nam. Anh Tiến Minh, anh Cao Cường, Hải Đăng, Đức Pháp. Nói chung là đánh hết ạ. Tí nữa mọi người sẽ được xem các anh ấy đánh. Em sẽ quay cho mọi người xem. Tín còn trẻ lắm. Tín mới sinh năm 2000 linh. Ê, em biết Tín sinh năm bao nhiêu? Tín thì 25 đúng không? 24 đúng không? Tín sinh năm 24 sao ạ? Còn trẻ mà. Còn trẻ lắm nhưng mà đánh hay đó. Anh Hoàng Anh thì lớn rồi. Anh Hoàng Anh thì ui. Cháu chào chú Sự, em chào anh Vũ, Vũ Huy. Mọi người chia sẻ với em giúp em lên chợ đi. Cho em cái chia sẻ nào. Anh em xem cho em, để cho nhiều người vào đây xem. Nhiều người đang rất mong muốn để được xem những trận đấu hay kia kìa. Đằng kia một trận hay kìa. 2k5, tín 2k5. 2k5 mà đánh, đánh có hay không anh em? Quá hay luôn như. Để được bước vào đây, bước vào giải đấu này đánh là toàn những cái tay vợt đánh hay rồi. Em tối mới đánh ạ. Tối em mới đánh. Tối em được gặp, tối em gặp Hải Đăng. Ok. Chào Đỗ Ngọc Quý nhá. Chào Nguyễn Tấn Hưng, chúc anh em buổi sáng vui vẻ nhá. Anh em xem cầu lông đi. Vào đây xem đi, không làm gì thì vào đây xem. Ui. Đăng ký dạo này ai cũng đăng ký đánh được à hay cần. Em không em ơi. Dạo này là phải tổ chức theo ấy mà, theo từng thành phố, từng địa. Dạo này một tỉnh chỉ đại diện một ấy thôi mà. Chỉ chọn ra những người nào đánh ấy để đại diện đi đánh thôi mà. Giải vô địch mà. Giải này là giải mạnh nhất của một năm á. Giải này là mạnh. Anh Minh sắp đánh chưa? Chưa thấy anh Tiến Minh. Ở Đồng Nai, mọi người giải này đánh Đồng Nai. Tín đánh hay lắm, Tín bé mà đánh nhưng mà hơi lùn. Cao Tín rất là tốt. Chân hơi chiều cao hơi ấy. Điểm số 12-19. 13-19. 2k5 mà đánh hay quá. Cầu ngoài sân 14-19. Ui. Hay quá. 15-19. Bé tí tí à, đánh hai giật. Ui. Cái cầu Zonic này mà cầu Zonic này
mà anh cao cường anh đập thì chắc không nhìn gì mất. Hết rồi, kết thúc rồi, 20-15. Quá hay cho đây, anh em xem trận bên này. Trận giữa Giang Hải Phòng gặp ai ở Đồng Nai kia không biết. Ui, Giang đánh hay lắm anh ạ. Đập cầu ngoài. Điểm số 1-1. Chưa biết anh bên kia tên gì nhưng mà chỉ biết anh ở Đồng Nai thôi. Hay quá. Chào Hưng con nhá. Hưng con anh Tuấn vừa thắng rồi Hưng con ạ. Hưng con là một tay vợt đánh đôi nam cực kỳ hay luôn anh em ạ. Đánh đôi nam với Hưng Đức, hay gọi cặp đôi Hưng Đức. Đánh rất hay luôn, đánh đôi nam cực kỳ hay luôn. Vừa rồi nhất suốt, vừa nhất giải ẩm thực quốc tế ở Đà Nẵng. Điểm 5-4. Trần nhanh lắm. Hay chưa? Ui, kì ngay đấy thôi. Điểm 6-4. Xét 1 Giang thắng. Giang Hải Phòng thắng. Chào Thế Kiệt nhá, Thế Kiệt chia sẻ với giúp anh lên chợ Cổ Đông đi. Anh em nào đang xem thì cho em một cái chia sẻ lên chợ Cổ Đông. Hay quá. Điểm 7-4. Ôi, mạng lag hay sao á, không đọc được comment. Thanh Hóa anh không, Thanh Hóa không rõ nữa.
tối anh mới đánh. Cầu thi đấu là cầu Zonex, không biết mà 49 hay 50 đâu, nhưng mà nó bay. Cầu thi đấu thì nó hơi bay. Sợi lát em, anh xem vẫn bình thường mà. Vâng ạ. Đánh với Hải Đăng thì sẽ cố gắng thôi. Hay quá. Chín giờ anh đánh. 9 giờ gặp Hải Đăng. Tối nay gần được gặp Hải Đăng. Ước một lần được gặp thần tượng, cuối cùng cũng được gặp. Hay quá. Mọi người cho em cái chia sẻ lên chợ đi. Điểm số đang là 7-10. Xét 1 thì Giang Hải Phòng thắng. Hay quá. Ui. Anh ơi, giải này đánh ở Đồng Nai anh ạ. Đây là giải, mọi người ạ, đây là giải vô địch cầu lông cá nhân toàn quốc 2019 tranh giải Zonex, được diễn ra ở Đồng Nai mọi người ạ. Từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 8 tháng 9. Giải này là quy tụ tất cả các vận động viên hàng đầu mạnh nhất. Có Tiến Minh, có đánh Cao Cường, Đức Phát, Hải Đăng. Nhiều lắm. Không anh ơi, Nguyễn Học Phong chào rồi ạ. Không biết đơn vị của Nguyễn Học có tham gia không, nhưng mà Nguyễn Học thì không đánh. Anh cứ cố gắng thôi, anh không biết được. Đi đánh giải mà không báo anh đi xem mấy trận chung kết. Đánh giải được tài trợ như gì hả anh? Hay thế nhỉ? Mọi người ai đang xem thì cho em một cái chia sẻ nhá. Chia sẻ lên trận cố lông ấy ạ, để cho nhiều người chưa được xem vào đây xem những trận đấu hay. Đây trước màn hình của các bạn là trận thi đấu giữa Giang Hải Phòng gặp anh gì ở Đồng Nai á, không biết tên. Có chứ, Bắc Giang có tham gia mà. Hello Đức Hạnh. Đức Hạnh ngày xưa cũng đánh cầu lông, bây giờ đi Nhật rồi. Đức Hạnh ngày xưa đánh hay lắm. Đánh đôi nữ hay lắm. Hay thế. Dã. Hay quá. Trần nhanh thật. Anh có. Điểm số 10-12. Giang giao cầu. Xét 1 Giang thắng. Giang Hải Phòng. Giang chắc sinh năm 2001 chứ mấy. Tập cầu tốt. Điểm 13-10. Hello Nguyễn An nhá. Chúc em buổi sáng vui vẻ nhá.
anh em nếu ai đang xem thì hãy cho một cái chia sẻ lên chợ Cô Lông nhá. Đập tốt thế nhỉ, hay quá, hay quá. Đội điểm 11-13, chào Nguyễn An nha. Cố thua cũng phải cho đối thủ há hốc mồm. Dạ vâng, em sẽ cố gắng. Cứ cố thôi anh. Vì đây là giải đấu rất là mạnh. Đây là giải đấu quýt mạnh nhất của một năm rồi. Một năm có mấy giải thì đây là giải mạnh nhất rồi. Chào Nguyễn An nhé. Nguyễn An chia sẻ video giúp anh lên chợ đi. Thái Nguyên có mình em hay mấy người? Đâu, em đánh cho, em đánh cho bộ công an ạ. Em đánh cho bộ công an. Em tối đánh ạ. Anh ơi, đánh giải Sonic này có ai dùng đồ Liên Ninh hay Victor không? Có chứ em. Sonic tài trợ nhưng mà vận động viên dùng đồ gì thì đấy là do vận động viên chứ. Chứ không phải là ai cũng phải dùng Sonic đâu. Em chào thầy ạ. Thầy đang làm gì thầy ơi? Điểm số 15-12 nhưng về Đồng Nai. Ok anh em, những ai đang xem thì cho một chia sẻ, cho một quả sẻ ấy, lên chợ để động viên các vận động viên. Anh đánh 88D. Anh đánh 88D. Chào Thu Thảo nhá. Anh Tuấn Ủ vừa thắng rồi. Đây là đang diễn ra. Giờ em muốn vô trường năng khiếu thì sao? Em thi em ơi. Muốn vô trường nào thì thi vào trường đấy. 9 giờ. Không em ơi. Không, anh đánh 88D. Anh đánh 88D. Điểm số 14-16. Còn ngoài. Điểm số 15-16. Không, anh Thiết Núi. Anh Thiên Núi là đánh giải phong trào thôi. Còn đây là giải chuyên nghiệp rồi. Đây là giải hay thế nhỉ. Hay thế. Ui. Đập thế mà ra ngoài kìa. Một phát đập cầu rất là tốt nhưng mà rất tiếc lại ra ngoài. Điểm số 17-15 cho Đồng Nai. Anh đánh bao u. Em chào anh Hùng Lê. Chào tất cả anh em nha. Chúc anh em buổi sáng vui vẻ. Em đang xem thì cho em một cái chia sẻ lên chợ Cô Lông đúng không ạ? Cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Ui. Tiếc thế, hai quả ra ngoài rồi. Không, anh Thiết vào đây thì chưa có cửa đâu em ạ. Giải này Tiến Minh, Cao Cường. Giải này giải mạnh nhất của một năm mà. Toàn những tay vợt hàng đầu Việt Nam đánh mà. Anh ơi, tối em mới đánh anh Hùng Lê, tối em mới đánh ạ. Tối em mới đánh nên là tối 9 giờ em đánh. Hello anh đời mà nhá. Chào tất cả anh em nhá. Đây là giải chuyên nghiệp mọi người ạ. Giải chuyên nghiệp nó khác, giải phong trào nó khác. Bình thường em hay đánh phong trào thì chỉ giải phong trào nó khác. Còn đây chuyên nghiệp thì nó đẳng cấp nó khác. Nó toàn những tay vợt mạnh thôi. Ui, hay quá. 16-20. Xét 3 rồi. Anh em xem xét 3 đi. Có em ơi, anh thua thì anh khắc phục chứ.
anh thua thì anh không phục, mà đánh hay thì mới thắng được chứ em. Anh Tiến Minh có, Tiến Minh có. Anh Tiến Minh thì chắc lại vô địch rồi. Hay thế. Pha đập chéo sân cực kỳ hay luôn, cổ tay. Những pha đập chéo sân đấy bị vặn sườn cực kỳ chắc người, với cả dùng cổ tay rất là nhiều. Liệu Giang có lội ngược dòng được không? Còn không? Vẫn còn. Hay quá. Cầu ra ngoài. Điểm số 19-20. Ui, còn một điểm nữa thôi. Dừng ngay. Chiến thuật đang sung mà. Mọi người đoán xem ai thắng ạ? Học thì học tin vào cái đấy anh không biết. Nguyễn Xuân Trường ơi, hello Khiêm Giang. Mọi người điểm số đang 19-20. Học nghĩ là sẽ 20 đều. Không biết thế nào. Anh ơi, anh Đồng Nai tên là gì anh? Anh bên kia tên là gì? Anh đúng không? Chí Anh ạ. Sĩ Anh, Sĩ Anh. Bên kia là Sĩ Anh. Hay quá. Ôi, bên kia tên là Sĩ Anh ạ. Bên này là Giang Đồng Hải Phòng 19-20. Ui. Ý. Còn không? Hay thế nhỉ. Ui. Thực sự là xếp 3 rồi. Mọi người ở cái sân này, sân mới, bay chỉ có rách người thôi. Thảm mới nên là mình ngã xuống á, nó đau á. Nên là tôi tốt nhất Sĩ Anh chẳng bom đánh với anh lần rồi. Ok mọi người, anh đánh đua anh chưa. Ok, anh Nga đang xem thì hãy cho em một cái chia sẻ lên chợ Cổ Lông ạ. Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ. Chia sẻ lên chợ Cổ Lông để cho nhiều người được vào đây xem. Vì em biết là có rất nhiều người đang muốn xem những trận đấu hay. Vì đây là giải đấu rất là mạnh, giải đấu rất nhiều người đánh hay. Nên là mọi người hãy ủng hộ em bằng một cái chia sẻ đi ạ. Thả tim, đúng rồi. Thả tim đi. Anh em chia sẻ đi nhá. Đừng tiếc một cái chia sẻ nhá. Đừng tiếc một cái chia sẻ. Chia sẻ để cho nhiều, để cho mọi người được xem. Hay thế. Đây thảm mới. Thảm mới nên là bay người thì đây này. Hôm qua em bay một phát nó rách hết cả chân cả tay luôn. Đây không? Có mắt diều hâu không anh? Không có mắt diều hâu. Giải quốc tế mới có thôi. Sao chất lượng kém mà mọi người xem có rõ không? Mọi người cho em biết đi. Nếu mà xem rõ thì mọi người cho em biết đi. Nếu mờ thì mọi người bảo em để em còn điều chỉnh lại. Nhưng mà em vẫn thấy nó ok mà. Xem rõ mà. Đây là chắc là do đường truyền của mọi người thôi. Còn thực ra thì em thấy mạng ở đây em quay như này là tốt lắm rồi mọi người ạ. Em quay bằng máy như này là quá là tốt rồi. Không biết đơn nữ à? Đơn nữ là trận đằng góc cuối sân kia là Thạch Văn Tuấn gặp Trung Thái Nguyên. Trận đấy cũng hay, không biết bao nhiêu rồi.
có cả nữ đánh mà. Ok anh em cùng quay trở lại với set đấu thứ 3, trận thi đấu giữa Giang Hải Phòng gặp Sĩ Anh Đồng Nai, tỷ số là 1-1. Đây set đấu thứ 3, hai vận động viên ui kéo lưới không thành công rồi, kéo lưới chỉ cần lỏng tay cái là hỏng. Điểm số 1-0. Anh em cùng cổ vũ cho các vận động viên đi ạ. Chủ nhà Đồng Nai. Ý, hay thế. Đập cầu treo sân rất tốt. Chân rất nhanh, chân của Giang nhanh. Điểm số 1-1. Bật chưa? Thấy chưa? Chân nhanh bật phát ra luôn. Hay, hay quá. Ý, điểm số 2-1. Quý vị, hai nhịp hay chưa? Chém cầu quá hay. Điểm số 3-1. Tổng cộng có bao nhiêu vận động viên và thua một trận là loại. Đúng rồi, loại trực tiếp. Mà đánh loại trực tiếp. Hay thế. Đập chéo sân quá tốt. Anh em vừa xem quả đập chéo sân không? Vặn sườn quá hay luôn. Điểm số 2-3 cho anh Si Anh. Không biết anh sinh năm bao nhiêu nhưng mà chắc cũng phải lớn rồi. Ui, đập cầu tốt. Giang bật đập rất là tốt. Chân rất là nhanh. Tối anh đánh, 9 giờ anh đánh gặp Hải Đăng. Tối nay được gặp Hải Đăng. Quá hay. Điểm số 4-2. Đơn nữ, bây giờ đang đến loạt đơn nữ mọi người ạ. Hay quá. Một pha giật hai nhịp quá hay. Hello anh Phùng Khoa Đông. Tầm 8-9 giờ, em không rõ là mấy giờ nhưng mà tầm 8. Hay thế nhỉ. Sung rồi. Cái gì? Mắt anh Hoa. Anh em ạ. Giang vẻ sung rồi. Đập liên tục. Hay thế. Còn ngoài sân nhưng mà đập mà không chết là mất nhiều sức lắm ấy. Ok, thật sự cái vào trong nhà thi đấu Đồng Nai này em cứ bị hoa mắt đó. Vào trong này như kiểu nó nhiều màu quá, màu sắc quá, hoa mắt thật sự luôn. Từ hôm qua đến bây giờ mắt lúc nào cũng bị hoa luôn, không hiểu luôn, đúng không? Nó không tỉnh, nó cứ hoa hoa gì. Anh chưa, tối anh bên kia win chặt, chưa biết được em ạ. Không thể nói trước được điều gì nhưng mà nếu mà sung bên kia là Giang Hải Phòng ạ. Anh bên này thì không tấn công, đánh đeo đeo thôi. Giang thì nó tấn công hơn, nó có cầu nó dã. Ấy, hay thế. Anh chưa, tối được gặp Hải Đăng mọi người ạ. Hello Khánh Huyền Nguyễn nhá. Ui giời, ăn được Hải Đăng thì có lại. Hay thế. Suối. Hay quá. Điểm số 11-13 đổi sân. Giang sung rồi. À, trận Thạch Tuấn thì trận của Thạch Tuấn đang đánh ở sân cuối, không biết kết quả ra sao nhưng mà em nghĩ là Thạch Tuấn ăn thôi. Hay thế.
Em nghĩ là trận đấy Thạch Tuấn ăn thôi mọi người ạ. Kèo này khó rồi gặp anh. Kệ mọi người đi giao lưu học hỏi mà. Vì đây giải đấu rất là mạnh. Gặp ai người ta đánh cũng mạnh. Gặp ai đánh cũng hay, nên là mình gặp ai thì mình cố gắng thôi. Hay thế, cô bé kia bé mà đánh hay luôn. Vâng, em cảm ơn anh Nguyễn Đình Hậu ạ. Tiến Minh đánh chưa? Tiến Minh chưa đánh nhá. Chưa thấy anh Tiến Minh đâu. Nhưng anh Tiến Minh đánh với ai thì cũng thế thôi. Hay thế, đừng đập mất chân. Chân nhanh chưa, nhanh chưa? Một pha cầu đánh rất bình tĩnh của anh Sĩ Anh. Hầu như em thấy lối đánh của những người tay trái thì ai cũng bình tĩnh. Điểm số 4-11 cho Sĩ Anh. Sĩ Anh là đơn vị chủ nhà Đồng Nai, còn bên này là Giang Hải Phòng. Giang Hải Phòng thì tấn công tốt hơn. Đấy, thấy chưa? Có cầu là điểm số 5-1. Một pha bật lên rất là cao nhưng mà đánh ra ngoài. Anh đi giải này mang theo 10 cái vợt, anh mang 2 cái em ơi. Hay quá. Ui. Trong sân. Điểm số 6-11. Ok, chào hơn 100 người đang xem nhá. Chúc mọi người buổi sáng vui vẻ. Mỗi người hơn 100 người thì mỗi người cho em một cái chia sẻ lên chợ Cổ Lông đi ạ. Mọi người chia sẻ với em giúp em đi. Chia sẻ với em giúp em đi. Ai đang xem thì chia sẻ với em giúp em lên chợ Cổ Lông đi ạ. Điểm số 71. Giang đã mất 3 điểm liên tiếp. Cần phải dừng lại. Đúng rồi, 88D và 88S. Cháu chào chú Tuấn. Chú Tuấn chia sẻ với em giúp cháu ấy. Anh căng 12,5 cân. Ui, cái cầu này Junix này đập dã man lắm mọi người ạ. Cầu Junix này mà ai mà đập mạnh thì cảm giác như không thể đỡ được ạ. Nha. Nó bay thì rất là chuẩn, nhưng mà kiểu mình không đánh quen á. Cầu Junix nó đắt, chỉ dành cho vận viên đấy thôi. Em căng 12,5 cân. Tối em đánh ạ. Tối em mọi người đang live vào xem mà mọi người cứ hỏi em. Cứ hỏi em bao giờ đánh. Tối đánh ạ. Ê, mọi người cứ thích em đánh nhỉ. Nhưng mà em gặp Hải Đăng mọi người ạ. Được gặp thần tượng. Em đánh 2 nội dung. Ok, chào 120 người đang xem nhá. Mỗi người cho em chia sẻ đi. Mọi người cho em quả sẻ nào. Cho em quả sẻ để em còn bình luận nào. Tập bình luận. Đốc. Tiến Minh thì năm nào cũng nhất mọi người ạ. Thì năm nay thì không biết có đàn em nào vượt mặt được không, nhưng mà hầu như là năm nào cũng nhất. Hay thế nhỉ. Ui. Một pha chém cầu vào lưới. Em chào anh Khánh Toàn nhá. Ok mọi người, cổ vũ cho vận động viên đi ạ. Điểm số 10-12 rồi. Nghe về là học thấy thì lối đánh của Giang là tấn công. Nếu mà không tấn công được mà đánh kiểu đeo đeo thì không bằng anh Sĩ được, Sĩ Anh được. Nên là Giang mà muốn kết thúc trận đấu thì phải tấn công nhiều hơn. Nếu mà đánh đeo đeo thì là chết. Mất mấy điểm liên tiếp rồi. Nhưng mà muốn tấn công thì phải có thể lực.
Điểm số là 11-12 nhá. Xếp 3 nhá. Mọi người dự đoán xem ai giành chiến thắng trận này ạ. Mọi người ơi, cái đấy thì rất là khó mọi người ạ. Cái đấy thì là điều không thể rồi. Mình phải biết mình đang ở đâu chứ. Em mà vô địch được thì còn nói chuyện gì nữa. Anh Tiến Minh đánh mà. Bao nhiêu người đánh hay. Mình đi giao lưu cọ sát học hỏi thôi. Được đi đã sướng rồi. Được thực sự rồi. Điểm số 12 đều. Vỗ tay. Hay quá. Được đi, được nhìn các anh ấy đánh hay đã sướng rồi mọi người ạ. Chết. Điểm số 13-12. Anh em dự đoán xem ai thắng nào. Giờ này có chứ. Phạm Cao Cường có chứ. Giang phải đánh lối tấn công đi. Đừng có đánh đeo đeo nữa. Đeo là chịu chết thôi. Hả? Nhưng mà mệt rồi. Xếp 3 rồi. Ok, anh Cao Cường có chứ. Anh Cao Cường là hạt giống số 3. Nguyễn Tiến Minh hạt giống số 1. Hải Đăng hạt giống số 2. Anh Cao Cường số 3, chắc là Đức Phát số... À đâu, Tiến Tuấn số 4 hay sao ạ? Đức Phát xong mới đến Tiến Tuấn. Nói chung là như giải này thì có những tay vợt mạnh là Tiến Minh này, Cao Cường này, Hải Đăng này, Đức Phát này, Tiến Tuấn này, anh Tuấn Anh này, anh Trì này, mấy người nữa. Hả? À? Cái gì? Hoàng Anh à? Anh Hoàng Anh nữa. Điểm số 14-13 nghiêng về... anh Sĩ Anh, Đồng Nai. Ui, anh Sĩ Anh nghe vẻ thể lực rất tốt. Đánh cái gì đâu chỉ tốt. Cái gì? Đánh cái gì đâu chỉ đánh qua thôi. Em thì chưa được xếp số mấy anh ạ. Em là hạt giống cuối. Em được đi rồi, em đã thấy sướng rồi. Ok, anh em chia sẻ với nhau thì 14 đeo rồi. Anh em dự đoán đi, dự đoán xem ai thắng. Ai đoán trúng thưởng này, tặng quà nữa này. Ai đoán đúng tỷ số trận đấu ngày hôm nay, tặng cho 10 cái quân can trống trơn. Đoán đi anh em. Hay thế. Anh áo vàng thắng. Làm gì có anh nào mặc áo vàng. Trọng tài à? Đấy chỉ trọng tài mặc áo vàng thôi. Thế là sao để bảo trọng tài thắng là sao nhỉ? Anh em dự đoán tỷ số trận đấu trận này đi. Học sẽ dự đoán tỷ số 21-18 nghiêng về Giang Hải Phòng. Để xem dự đoán có đoán đúng không. Hệ ngược lại. Hay thế. Lại hết. Hay. Ui. Anh em chia sẻ video đi. Hay quá, hay quá, hay quá. Trận đấu quá hay mọi người ạ. Cần những lượt chia sẻ của anh em để cổ vũ tinh thần cho bình luận viên và vận động viên đang thi đấu, cả càng khán giả nữa. Nên là anh em chia sẻ đi. Sao lại điểm số 22-19 là sao? Hả? À? À? Sao tại sao lại có điểm số 22-19 là sao nhỉ? Chất thế nhỉ? Đánh có 21 mà sao lên tận 22-19? Anh em dự đoán đi. Học cổ vũ học thì học. Học không phải học cổ. Ui! Chết rồi. Điểm số 17-16. Cố lên, cố lên.
mọi người chia sẻ video đi, chia sẻ video cổ vũ cho các vận động viên đi ạ. Điểm số đang 17-16 nghiêng về Đồng Nai. Ui 17 đều. 17 đều. Học dự đoán là điểm số là 21-18 nghiêng về Giang Hải Phòng. Không biết nó thế nào. Ui hay thế nhỉ. Anh mang hai cái vợt thôi em ơi. Không, dự đoán là Giang thắng. Không biết đúng không. Ui 18 đều. Nhưng điểm số cuối cùng này là rất là quan trọng. Một là may mắn, hai là bản lĩnh nữa. Không phải đùa đâu. Không phải tự nhiên mà thắng đâu. Ai bình tĩnh hơn thì người ấy thắng nào. Ý, anh bên kia không đập nhá. Anh bên kia không đập luôn nhưng mà đánh rất bình tĩnh thôi này. Ngoài rồi. Hay quá mọi người ơi. Mọi người thấy hay không ạ? Giày anh mua 2.300.000. Anh bên kia thì ui hay thế. Ui à! Cái gì ấy không qua đúng không? Không qua. Ui mọi người vừa nhìn thấy một pha cầu kiểu gì không ạ? Mắt diều hâu đâu, quay lại nào. Tôi chết rồi vẫn còn. Hay quá nhỉ. Điểm số đang là 20-19 nghiêng về anh Tay Chiêu. Liệu ai là giành người chiến thắng đây? Một người dự đoán nào? Tôi xong. À! Phải bình luận người ấy, nó hấp dẫn anh em ạ. Giang thắng 23-21. Mọi người chia sẻ video đi. Chào 140 người xem nhá. Mọi người đừng tiếc một cái chia sẻ. Chia sẻ video lên, giúp em lên chợ cầu lông đi ạ. Kề lại đi, lấy cầu đánh đi. Đúng rồi, chặn lại. Hay lắm. Lại lỗi rồi. 21-20. Pha này hết rồi. Tin đi. Tin tôi đi. Biết hay mà. Đánh cả C cuối cùng là 2 cuối. Cả C hay nhưng mà đấy mọi người ạ. Quan trọng lắm, mới ở cuối quan trọng lắm. Vèo cái hết rồi, nhanh lắm. Đấy nhá, 2-20. Ai dự đoán 2-20 là cực kỳ chuẩn xác. Rất bây giờ đang đến đơn nữ mọi người ạ. Đây, nhà thi đấu này rất đẹp luôn này. Anh em nhìn thấy chưa? Ước gì được chụp ảnh với anh. Ui giời, anh có gì đâu mà chụp ảnh nhà Tuấn Cao. Đấy á, Đảng Cộng sản Việt Nam muôn năm, giải vô địch cầu lông cá nhân đấy. Nó có cái biển, biển này mà nhìn hoa mắt. Xí anh thua, anh xí anh vừa thua rồi mọi người ạ. Điếc quá. Thua 22-20. Anh em xem đơn nữ nhá. Anh Giang thắng mọi người ạ. Ui. Ở kia có một vận động viên bé tí cơ. Chắc ở Simucha. Anh em nhìn thấy sân bên kia không? Có một vận động viên bé tí.
chắc 2007. Ước sáng ngày đánh đơn nam cái gì nữa nhỉ? Đơn nam đơn nữ cái gì nữa? Thế đúng không? Cái này là hết rồi. Hả? Cái này là hết rồi. Ôi giời, chắc được ba trẻ bên này kêu. Đây là giải vô địch đây này. Anh em nhìn cái tên giải đây thì anh em biết ạ. Thực ra những vận động viên bé đấy là đoàn người ta cho đi giao lưu cọ sát. Chứ còn nếu mà bảo bé như thế thì chưa đủ sức được, nhưng mà cho đi để giao lưu mà. Vì thể thao thì có sát nhiều. Bao nhiêu tuổi cũng được em ạ. Bao nhiêu tuổi tham gia cũng được, nhưng mà phải theo đoàn. Theo đoàn và... 40 tuổi này đánh cũng được. Đúng rồi. Nghe phải đứt cước. Dứt ngay. Mọi người thấy tai em thính không? Em đang ngồi em nghe em... Tưng cái. Ui, trận này hay này. Không biết cái bạn bên kia sinh năm bao nhiêu mà cao thế. Cái gì? Ui. Anh em cùng đến với trận đơn nữ này. Mọi người nhìn thấy cái vận động viên to to đùng bên kia không? Mọi người đoán sinh năm bao nhiêu ạ? 2.5. Ui. 2.5. Mọi người nhìn thấy em nữ bên kia không? Sinh 2.5 ấy. 2.5 là 14 tuổi. 14 tuổi à? Ui. Cao thế. Vận động viên bóng chuyền à? Có lông mà. Thể hình 2.5 là 14. Cao nhỉ. Đây rồi, đội mình đánh rồi. Ok anh em, bây giờ anh em sẽ... Chết rồi, máy sao bị rồi. Đi. Anh em cùng em đi cổ vũ cho đồng đội của em. Em xách anh cái bao vở đây. Đây, đóng lại cái khóa vào đây. Ngồi đây luôn. Nhưng mà ra đây quay. Cứ ngồi thế mà quay. Đây rồi. Không cả á? Ờ. Tự nhiên. Ok anh em, đây này, cuốn cán đây này, chúng trơn đây này. Ok.
Ngồi cùng xem trận thi đấu giữa Linh Bộ Công An và Trinh Hà Nội. Linh Trinh. Đấy. Lung Linh. Là lên luôn. Linh là thuộc đơn vị Bộ Công An và cũng là đồng đội của Quốc Học. Và bên này là Kim mà. Em muốn có mấy hộp của chân này. Ồ, đúng rồi. Mua nhiều cái làm gì? Anh bán mà. Mang ra đây bán luôn. Không. Ý anh mang đi để anh ấy à. Nay anh còn đánh, anh có chứ. Tối anh đánh. Mọi người cùng xem trận thi đấu này nhá. Anh không đánh như Bộ Công An, anh chỉ đánh như Công an Nhân dân này. Quay như này thì mọi người sẽ xem được hai sân một lúc. Máy nó rộng nên là nó nhìn cái bảng ngay chất nhỉ. Chất vãi. Đầu cứ đơ. Em chào anh Nguyễn Hoàn. Chào tất cả anh em nhá. Ok, trận đấu đang diễn ra rồi. Trận thi đấu giữa Linh Bộ Công An và Trinh Hà Nội. Đơn nữ. Các vận động viên chưa có người yêu nhá. Đây là ai mà muốn liên hệ với các vận động viên tài năng ở đây thì cứ liên hệ với Quốc Học nha. Quốc Học sẽ làm ông tư bảo nguyệt cho anh em. Điểm số 1-0 cho Linh. Cố lên Linh ơi. 1-0 rồi biết. Trọng tài đang hơn. Chắc không biết đang làm gì, chắc hay thế. Ui hay quá nhỉ. Thôi để tôi tập trung vào trận này đi, không quay trận bên kia nữa. Anh em chia sẻ video đi. Điểm số 2-2. Trinh phát cầu. Đây là trận thi đấu giữa Linh Bộ Công An và Trinh Hà Nội. Linh sinh năm bao nhiêu ấy nhỉ? 202. Trinh không biết sinh năm bao nhiêu, chắc tầm đấy thôi. Ui. Trinh là 204 nhá. Sao mà trẻ mà đánh hay thế. 204 là năm nay mới có 15 tuổi thôi anh em ạ. 15 tuổi. Hello Bảo Long nhé. Bảo Long chia sẻ video giúp anh lên chợ đi. 32. Đánh cầu Junix. Cầu đạt chuẩn thi đấu quốc tế đấy. Cầu đắt lắm. Hay quá nhỉ. Điểm số 4-2. Ô. Cầu tốt. Tại sao lại bỏ một quả cầu như vậy nhỉ? Ok, anh em xem thì chia sẻ video giúp em nhá. Chém cầu không qua lưới, đổi điểm 3-5. Cứ lỏng tay cái là hỏng. $550k một hộp. Em chào anh Nguyễn Khánh ạ. Cầu Junix này 900 chứ đúng không? Đâu anh em tập 910 ạ. Theo là thế ạ. Hình như là hơn 900 ạ. Cầu Junix của em, cầu Junix này là hình như 900 hộp.
em đoán tầm đấy em không biết rõ giá nhưng mà nó đắt. Cháu chào chú Hà. Hay quá nhỉ. Chém cầu rất là tốt. Đôi đều 4-6. Cố lên Linh ơi. Chúng ta cùng cổ vũ cho các vận động viên đi ạ. Cầu ngoài sân. Đội điểm 5-6. Anh được gặp. Ok. Mọi người chia sẻ video để cho bạn nữ vào đây xem để học tập đi. Cầu trong sân. Điểm số 7-5. Ui 14% pin. Điểm số 6-7. Đúng rồi em ơi. Hay quá nhỉ. Hay quá. Một pha lên lưới rất là. Điểm số 7 đều. Cháu chào cô Phạm Tuân. Phạm đâu, Phạm Trân nhầm. Cầu bay rất là chuẩn anh em ạ. Cầu Zonic bay chuẩn lắm. Chém cầu không qua lưới. Điểm số 8-7. Em chào chị Phạm Trân ạ. Chúc chị buổi sáng vui vẻ. Cầu ngoài sân. Hai pha liên tiếp đánh cầu lỗi của Linh. Điểm 9-7. Cần phải đánh vào sân, không được đánh ra ngoài như vậy. Cầu không qua lưới, đội điểm 8-9. Cầu này là cầu Zonic, chẳng biết bao nhiêu, 49-50. Em cũng không rõ cái đấy, em chưa xem đây à. Xem cầu tốt, đội điểm 9 đều. Đánh đơn này thể lực đỏ rất là tốt. Cầu lông là một trong những môn mà tốn thể lực kinh khủng nhỉ. Yeah. Chỉ sau mấy môn rồi mà sau ui Linh đập của ác phết đấy. Hay quá nhỉ. Ở ngoài sân. Điểm. Mười đều. Các vận động viên nữ rất trẻ nhưng mà rất là tài năng. Hay quá, xòa rất hay nhưng mà lại không qua lưới. Nghỉ giữa trận đấu 11-10. Úi. Tố ích đánh em ơi. Chào Quang Huy nhá. Quang Huy cao thủ cầu lông. Vừa vô địch giải trẻ xuất sắc lớn tuổi không? Quang Huy có ăn được hai vận động viên trên sân không? Ui cao nhỉ, như này. Dã man chưa? Ui. Lớn thế nhỉ. Ừ.
cao quá đúng không? Nó mèo mèo quá. Nhìn là biết mới đấy. Mới đấy. Mới đấy. Tập rồi nó là năm sau đi. Quang Huy vô địch đội giải này thưởng Quang Huy 10 triệu đô la Mỹ. Được không? Anh có nhá, tối có. Hay thế nhỉ? Chém cầu hay chưa? Vẫn đỡ được. Vẫn còn. Ô. Trọng tài biên chỉ trong, không biết trọng tài chính chỉ đâu. Trong sân. Mắt diều hâu đâu. Điểm số 12-11. Quang Huy đang làm gì đấy Quang Huy? Cầu tốt, phung lao quá hay. Giờ này giải vô địch cầu lông cá nhân toàn quốc ở Đồng Nai em ạ. Giải đấu được tổ chức từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 8 tháng 9. Quá nhỉ. Em 9 giờ. Tại sao đau đầu thế? Hay quá. Đổi giao cầu 12-14. Cố lên. Anh em chia sẻ video đi ạ. Hình như là kết thúc các trận thi đấu rồi. Buổi tối đánh tiếp. Tối bắt đầu đánh từ 7 giờ. Tối nay với nhiều trận hay này. Mười ba, mười bốn. Ngoài rồi. Đội điểm 15-13. Trinh ở Sibucha nhá, Hà Nội. Linh ở Bộ Công an. Hay quá nhỉ. Chém bên kia. Phong tiếp. Hay quá. Mất mấy điểm chém bên đấy rồi. Thiếu lực. Đấy mọi người thấy không? Đánh cầu huấn luyện viên quan trọng, cực kỳ quan trọng luôn. Huấn luyện viên sẽ là người như kiểu là chỉ đạo với nhắc nhở mình phải đánh như nào. Không có huấn luyện viên mất lối luôn. Có huấn luyện viên thì nó ấy hơn, tự nó cảm giác như huấn luyện viên nó chỉ đạo cho mình tự tin hơn ấy, mình biết được cái của mình. Hay quá. Vẫn còn. Hay thế nhỉ. Ui. Vẫn còn. Đập cầu tốt. Điểm 15 đều. Dạ vâng ạ, em cảm ơn anh Vương Kim Lưu ạ. Mọi người cổ vũ cho hai vận động viên đi ạ. Cái thảm này mới ngã đau lắm mọi người ạ. Ngã mà khung ấy là rách thịt ngay. Thảm mới nên là nó xót vãi chưa. Giải nọ Thái Nguyên anh Khải Bùi có đánh giải không anh? Có.
Nhưng mà Khải Bùi là loại rồi em ạ. Khải Bùi đánh cả Thái Nguyên thua rồi. Anh Thiết anh loại. Điểm số 15 đều. Lên. Ui. Hay thế. Ui. Ý đồ tốt nhưng lại ra ngoài. Điểm số 16-15. Trinh 2-4 đúng không? Linh 2-2 à? Hơn nhau 2 tuổi. Ui à. Một phát lật lưới. Điểm số 17-15. Gọi là anh bảo anh ơi đợi em một tí em quay xong nốt trận này em gọi cho. Hay thế. Một pha gọi là ngoặt cổ tay. Hầu như đập thẳng xong toàn lên thẳng. Thủ chéo phát là chết. Ở ngoài sân. Toàn bọn trẻ cu nhỉ, đánh ác thế. À, chị ơi, thực ra giải này là giải các vận động viên trẻ là cho đi để học hỏi kinh nghiệm cọ sát ạ. Còn để giành huy chương thì chỉ có mấy vận động viên thôi, như chị kiểu như là chị Trang này, chị Linh này, như mấy vận động viên thôi. Còn các em này cho đi cọ sát. Vâng ạ. Chào Ngọc Lan nhé, Ngọc Lan không đi làm à? Ui, cái gì ấy? Khiếp. Khỏe nha. Độc quá mạnh thế. Mọi người vừa nhìn thấy một pha smart không? Giật mình. Đang quay giật mình, điểm số 17-19. Cố lên nào. Hỏng 4 quả bên này rồi. 18-19. Được cọ sát thế này cũng sướng. Đúng rồi ạ. Đi cầu lông mà thể thao và đi cọ sát giao lưu nhiều mới lên được. Em được đi em sướng rồi. Chưa cần bị cọ sát. Được nhìn các anh đánh hay là mình đã khôn hơn rồi. Chào Duy Hoàng nha, chia sẻ với Duy Anh đi. 18-19. Hay thế vẫn con. Ui. Ui. Một pha phong cầu tưởng như ngoài nhưng mà vẫn trong. Điểm số 19 đều. Mọi người đoán xem ai thắng ạ. Cúc Việt đang cổ vũ cho Linh. Lên. Chào tất cả anh em nhá. Chị xem Ly vào stream cũng bị cuốn. 19 đều mọi người cổ vũ cho đi. Mọi người đoán ai thắng à. Ui. Cố lên nào. Hay quá nhỉ. Ui. Linh lội ngược dòng mọi người ạ. Không biết có kết thúc được không nhưng mà 20-19 rồi. Phát này là 20 đều rồi. Áo xanh bên kia ý anh thắng rồi. Chưa biết đâu em ơi. Không. Linh ơi. Không thể nói trước được. 20-19. Anh em đoán cho mai thắng không? Ui. Thấy chưa mọi người? Mọi người thấy không? Cầu lông nó hay ở cái là đang đánh hay nhá, xong thì chỉ cần sơ sẩy một tí thôi là vèo phát hết. Đúng không? Đang dẫn. Có kia chỉ cần một phút ấy thôi là ấy luôn. Cái gì? Tập bóng cổ tay có tác dụng phết đấy. Em cảm ơn chị Ngân nhé. Chị Ngân biết tập chưa? Chị Ngân tập được chưa? Quay video lại cho em với. Hello anh chị Linh nhá. Chắc một Linh thắng. Linh bộ công an thắng. Trinh dẫn điểm từ đầu đến cuối nhưng mà lại bị sơ sẩy mới quả cuối. Nhưng mà máy sẽ đi rồi.
9%. Cái này của anh chưa biết đi này. Hết rồi ạ. Hello Nguyễn Văn Bình. Ok, mời cổ vũ cho đi. Ai cổ vũ cho Bộ Công an comment 1, ai cổ vũ cho Hà Nội comment 2. Lại lên này, em bật lên, lên luôn. Đây hả? Ừ, cứ để đấy xem nào lên được cái nào. Ừ, cứ để đấy, cứ để đấy. Xem lên được cái phần sang nào thì hay. Thế mọi người không cổ vũ cho trọng tài ấy đấy à? Tối đánh tiếp. Áo xanh phung lao điên quá. Tối nay ok, cảm ơn Kiệt và Hoàng nhá. Chia sẻ video giúp anh đi. Trận đấu thứ hai, điểm 1-0 cho Linh Bộ Công an. Một pha đập cầu không có lưới. Anh chưa đánh, anh đã đánh với Hải Đăng đâu mà thua. Tối bị đánh cơ. Phùng Lào khó chịu chưa? Toàn chết như quả đấy nhỉ. Điểm số 1-1. Ok, em chào anh Minh Hiếu, chào Nguyễn Cao Phong. Anh em cổ vũ cho ai để cổ vũ đi à? Xét 1 Linh thắng 21-19 nhá. Đúng không? Đây là xét đấu thứ 2, điểm số là 21. Dạ vâng ạ, thôi cố rồi anh ạ, cố gắng hết mình là được rồi. Ui chết rồi, ui xong độc của đây. Ui tối 9 giờ, điểm số 3-1. Chào Trần Phương nhá. Toàn những con người chưa thấy bao giờ xuất hiện. Hôm nay xuất hiện. Chào anh em nhá. Anh em sao nói một lúc mà đau đầu thế. Có anh có em ạ. Chém cầu không qua lưới, đổi điểm 2-3. Chào Nguyễn Mạnh Vũ nha. À, giờ này đang đánh ở Đồng Nai anh ạ. Cái chị mặc áo xanh đang đánh có phải tập cho Bộ Công an không? Đúng rồi, Trịnh Hải nha, đang tập Bộ Công an. Linh Nick Facebook là cái gì? Linh Siêu á? Siêu Kiêu á? Châu á? Nick Facebook là Linh Siêu Kiêu. Cái tên hay thế nhỉ. Em chào chị Ngọc Nguyên, chúc chị buổi sáng vui vẻ. Chào Nguyễn Hoàng. Điểm số là 4-2. Anh chưa phải đi học. Anh vào tháng 9 cơ. Ui, phong lơ lửng thế là chết. Một pha lên vô lưới qua cực kỳ tốt. Điểm số 5-2. Bên kia là Trinh ở Hà Nội. Dạ vâng ạ, em sẽ cố gắng liver. Lúc nào em không đánh em sẽ liver lại cho mọi người xem. Vì giải này là giải thi đấu cực kỳ là chất lượng và là hay. Đây là giải mạnh nhất của một năm mà. Rất nhiều các vận động viên đánh hàng đầu. Đây là quy tụ tất cả các vận động viên hàng đầu Việt Nam. Nên là sẽ liver lại cho anh em xem. Ví dụ Tiến Minh các kiểu. Nữ, chị Linh, chị Trang đánh hay lắm. Mọi người cho mọi người xem. Em không đánh thì em quay cho. Còn em đánh thì không quay được.
nên là anh em xem ủng hộ em nhá, nhớ chia sẻ video giúp em ạ. Điểm số 36, máy sắp hết pin rồi. Em chào anh Thắng ạ. Anh Thắng chia sẻ video giúp em đi. Chào Mạnh Quang. Điểm số 46 cho Linh. Cố lên nào. Cầu thi đấu là Zonic. Cầu bay cực kỳ chuẩn luôn. Đánh cầu này xong thì cảm giác không muốn đánh cầu nào nữa. Nói cầu đi vậy. Hay thế. Một phát chém cầu tốt. Đổi điểm. Bao nhiêu? 5-7. Chém cầu tốt chưa? Hai pha ghi điểm. Chém cầu rồi. Bao nhiêu tiền một tút Zonex học ơi? Anh Tuấn ơi, cái hộp Zonex thì bao nhiêu tiền hộp vậy? Vâng ạ. Hơn 1 triệu một người ạ. Wow. Cầu này hơn 1 triệu mọi người ạ. Đắt mà đắt. Cầu xịn, cầu... Đúng rồi, nó phải tầm 1 triệu ấy. Cầu này là cầu tiêu chuẩn quốc tế mọi người. 1 triệu hộp không phải ít đâu. Nếu mà bình thường thì chỉ có vận động viên ấy thôi, vận động viên chuyên nghiệp thì mới sử dụng thôi, còn mình thì trừ khi đại gia. 1 triệu một ống thì một ngày đánh hết 1 triệu. Cầu ngoài sân, điểm số 8 đều. Linh Linh sinh 2K2. Hả? Anh cũng mắt mỏi quá. Đúng rồi. Anh em mà phong trào thì anh em đánh thành công thôi. Nếu mà anh em muốn đánh Zonex này thì ra nó không cần thiết. Vì đây là cầu tiêu chuẩn thi đấu ấy thôi. Thì rất là đắt. Bay rất là chuẩn luôn. 8.8 ạ. À vâng. Nói chung là cầu này là tầm từ 900 triệu. Cầu thành công có hơn 100, 165. Mua được 5-6 ống. Hay thế nhỉ. Điểm số 90. Đây là set 2 nhá. Set 1 Linh thắng 21-19. Đây set 2 điểm số là 90. Ui. Hay quá nhỉ. Lại cắt này. Cắt lại. Hay chưa. Kỹ thuật hay chưa. Vẫn còn trong sân thôi. Ui. Một pha đập cầu tốt. Biết rồi, kệ đi. Anh chưa, tối mới đánh cơ. 9 giờ mới đánh. Tối được gặp Hải Đăng. Được gặp thần tượng. Thần tượng Hải Đăng. Đi lại mệt thế nhỉ. Mờ quá à. Hay là hết pin rồi. Mọi người xem có mờ hay là không mờ. Mờ.
Linh là của đội nào vậy? Quốc. À chị ơi, em tên là Học, không phải là tên là Quốc đâu. À, Linh là của Bộ Công an. Đúng rồi. Thời gian rảnh em sẽ live những trận đấu hay cho anh em, đặc biệt là những trận đấu của Cao Cường hoặc là Tiến Minh, Hải Đăng, hoặc là chị Linh, chị Trang, những tay vợt hàng đầu Việt Nam, em sẽ live lại cho anh em xem. Anh em nhớ ủng hộ và cho em một cái chia sẻ nhá. Hay thế nhá. Ui, vẫn còn. Hay quá. Vâng, một pha giằng co rất hay. Huấn luyện viên là anh, đúng rồi ạ, là thầy Trung ạ. Đúng rồi. Linh cánh vẫn đánh cho Đồng Nai học. Dạ vâng, đúng ạ. Tại sao lại gọi là Linh cánh ạ? Linh cánh chị Linh đúng không? Chị Linh em. Sao gọi Linh cánh? Hay là... Hả? Sao gọi Linh cánh nhỉ? Em chưa biết đâu. Chị ở chỗ em mà em cũng chưa biết là tại sao gọi. Ui, cầu ngoài sân. Trong á? Ngoài. Cái đấy thì trọng tài bắt thôi. Chúng ta nghe trọng tài, tôn trọng trọng tài. Em thì em nhìn ở ngoài nhưng mà chỉ có mắt diều hâu với. Vì chị ấy bay như có cánh. Đúng rồi, anh em cổ vũ đi. Điểm số đang là 12-10. Mọi người cổ vũ cho Linh có 1-1. Cổ vũ cho Trinh có 1-1. Hay thế. Vâng, một pha chém cầu gọi là rất là sắc. Một pha chém cầu rất là nhanh. Một pha xiết cầu rất nhanh. Điểm số 11-12. Linh cố lên à. Anh em xem mạng có được không ạ? Mạng xem có rõ không ạ? Hay thế. Một pha cầu đầu, đập cầu, một pha ép cầu với góc cuối sân. Sau đó là một pha bật đập cầu rất là tốt. Mọi người xem chất lượng mạng có tốt không ạ? Điểm số 13-11. Chém câu học. Mấy này anh ngất rồi anh ạ. Ngất rồi. Đau đầu quá. Em tối mới đánh á. Tối em gặp Hải Đăng. Phát câu ngoài. Điểm số 12-14. Thầy Dung vừa đi qua. Thầy Dung là đang huấn luyện viên của đội tuyển cầu lông Việt Nam. Trông thầy như người hủy diệt. Thầy rất là to. Thầy đánh cầu rất kinh anh em ạ. Những quả đập của thầy Dũng thì gọi là búa tạ sân đình, búa bổ sân đình. Trông thầy Dũng thì nếu mà nhìn thì chúng ta cảm giác như là thầy như người hủy diệt ạ. Trông thầy to cao. Vâng, liên tục là những pha ép cầu bên phải. Vẫn còn. Lên. Cầu ngoài sân, điểm số 14-0. Cố lên Linh ơi. Tố Anh có liver, hero Trần Ly. Các bạn nữ rồi. Các bạn nữ vào xem để học tập đi. Chết rồi, nói lắm quá đi mẹ. Tí với đéo. Nói cả mắt. Mờ vậy á. Mọi người ơi, mạng của mọi người xem mạng. Xong phim. Hiện tại cái có kết nối. Mạng xâm nguồn này chắc biết ngay. Chết rồi, mạng yếu rồi. Tốt. Một pha đập cầu không qua lưới. Ui ui. Nào, ông người lại tìm lên tận nơi đầu tóc biết biết. Anh chị em xem có nhìn thấy không ạ? Vâng, Linh lại dẫn rồi. Linh lại dẫn rồi. Trinh dẫn từ đầu đến cuối nhưng mà cứ đến mấy quả cuối thì Linh lại dẫn.
khó một vùng. Điểm số 15-14. Hay quá, một pha đập cầu tốt. Thực ra mọi người ạ, live stream thì không thể nào chất lượng nó nét được đâu mọi người ạ. Thực sự đấy. Thế nên là mọi người thông cảm nhá. Ví dụ nó có hơi, nếu mà còn chất lượng HD thì phải quay lại bình thường với HD được. Còn live stream thì nó chất lượng nó không thể nào mà nó nét căng được ạ. Chỉ cần xem được các thứ là đừng... Nói chung nếu mờ quá thì mọi người bảo em để em còn điều chỉnh lại. Còn nếu mà điểm số đang là 16-15, liệu ai sẽ giành chiến thắng đây? Chàng Nguyễn Giang Thanh, Nguyễn Giang Thanh chia sẻ video giúp tao đi. Một pha kê cầu không có lưới, rất đáng tiếc. Điểm số 16 đều. Linh siêu kêu cố lên. Leo cố lên. Hay biệt danh là Linh Châu. Linh Châu cố lên. Linh Châu gặp Trinh Trắng. Đấy. Ui. Trinh thì ít tuổi hơn Linh nên là kinh nghiệm thi đấu thì chắc là sẽ không bằng Linh rồi. Nên là những cái quả cuối đang dẫn thì sẽ bị thường bị dẫn ngược lại. Cần phải bình tĩnh. Những điểm cuối này là cực kỳ căng não rồi. Anh em ngồi ngoài không thể biết được đâu. Các vận động viên bên trong với áp lực. Hay thế nhỉ. Hay quá ơi. Ký lại. Cầu ngoài sân. Một pha tỉnh đòn của Linh. Linh lại lại dẫn điểm rồi. Điểm số 18-16. Liên... Ui. Anh em thấy chưa? Anh em thấy nữ đập chưa? Liên đấy, bây giờ chém chặt chặt chém lại rồi. Hay thế nhỉ. Hay lắm em ơi. Huấn luyện viên thầy Trung đang có những nhắc nhở cho vận động viên Linh là cần phải đánh tấn công và cài cắm lại. Học nhìn là biết. Không phông lên nữa. Để ý xem. Chỉ có đánh chặt chém lại với chặt chém với kê lại. Trinh là 2K4. Điểm số 20-16. Thấy chưa? Sơ sẩy phát là điểm số kết thúc trận đấu thứ hai. Lại kê này. Chém lại em ơi. Hay lắm. Hay thế nhỉ. Nhảy đập luôn. Hay thế. Ui. Quá hay. Một chiến thắng. Trận đấu kết thúc 21-16 tỷ số nữa. Linh thắng 2-0. Chúc mừng em. Bát chưa rửa em ơi. Chưa tối mới đánh. Chúc mừng Linh. Chúc mừng đồng đội của tôi. Ok. Thì tối nay lại tiếp tục các trận đấu. Thì lúc này em rảnh em sẽ livestream cho mọi người xem. Thì mọi người nhớ theo dõi và chia sẻ giúp em nhé. Còn tối nay em gặp Hải Đăng mọi người ạ. Ok. Bye bye tất cả anh em nhá. Em đi về đây. Chúc mừng Linh Châu đã giành chiến thắng. Thấy chưa, đánh cài cầu lại là khác hẳn đúng không? Đây là đồng đội của Học. Đi về thôi em. Tối 9 giờ ạ. Tối 9 giờ em đánh em các like cho. Ok, bye bye tất cả anh em. Nhìn cái bảng này hoa cả mắt.